Hello, chào anh em. Bữa nay mình ở đây có 5 lưỡi. Thì ba cái lưỡi câu này một xíu nữa đi gửi. Quay cho anh em xem. Đây là một cái lưỡi trứng rùa nha anh em. Trứng rùa. Rất là đều nha. Trứng rùa này rất là tròn đều. Mũi nè. Mũi thì bén mà lại rất là dày dặn, khoan lỗ màu cỏ nha anh em. Đây là một cái lưỡi trứng rùa nữa, lưỡi này thì gửi qua bên Đài Loan mới hoàn thiện xong. Anh này thì anh dặn là làm cái lỗ này to một chút để anh gắn cỏ cho dễ. Rồi cái mũi nè, mình quay lúc nào cũng quay cái mũi cho anh em xem hết, vì cái lưỡi câu cái mũi nó quan trọng nhất, rất là dày dặn nha, sống lưng rất là dày. Mũi ngạnh của mình thì khỏi chê rồi, lưỡi nào cũng như lưỡi đấy. Đây là cái lưỡi ó tuyệt đẹp luôn nha anh em, lưỡi ó là tuyệt đẹp luôn, mũi cực kỳ ác luôn. Anh em nhìn nè, bén thì thôi rồi, siêu bén luôn nha. Này thì nồng cỏ rồi. Cặp lưới này thì mình để lại cũng lâu rồi, mình làm trước đó. Nhìn cặp lưới này nó sát khí rất là ghê đó. Cặp lưới này thì 800 nha anh em, ai lấy thì alo cho mình, điện trước thì lấy trước nha anh em. Mình bán nguyên cặp thế này, còn không ai lấy thì mình để dùng. Ok, anh em nào có cần lưỡi thì liên hệ với mình ha. Cảm ơn anh em.